đúng bó rồi. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Cơm Quê TV. Chào các mọi người nha. Chào bạn nha. Anh trong, em vừa đi câu về trong đây. Trong show là có. Đây, hôm nay thành quả anh em mới kiếm ăn rất là đơn giản. Cá ao là có cái ăn. Đấy, cá này. Có cả cá chê. Anh em cho con xem con cá chê luôn. Đây đây. Cá rô phi rán giòn. Cá chê này ngại đánh đau. Nó đánh cho thì rách tay nhưng mà không sao, mà tay anh thôi không phải tay em. Em có thấy đau đâu. Đúng rồi. Đây. Ôi. Câu được cả cá chê các bạn nhé. Chê ta đàng hoàng các bạn ạ. Ui, cái này dài thế, đầu thì to. Ôi. Nhưng mà hôm bây buổi sáng là anh em mình đi câu vui thôi. Nói chung là các bạn ạ, đợt này đang dần dần trên mạng cái món lòng xào dưa 30k ấy. Đúng không? Anh em ít lòng nhiều dưa. Ít lòng nhiều dưa đúng không? Hôm nay anh em nhiều lòng ít dưa các bạn. Nhiều món về lòng các bạn. Đúng rồi. Với căn bản là cái gì ít lòng nhiều dưa à? Anh em mình hôm nay có nhiều lòng, làm nhiều món luôn, không phải là xào dưa nữa. Để cho cái không gian mạng thay đổi cái khẩu vị đi một tí đúng không? Ăn anh dưa nhiều rồi. Phải anh Tân không? Hôm nay anh Nhiên Văn Chua sẽ làm các bạn nhé. Đúng rồi, không phải anh Tân nhé. Vừa lên mổ cá vừa sơ chế luôn cả lòng. Đúng rồi, hôm nay thì sẽ làm nhiều món về lòng các bạn. Ít nhất phải là 3 đến 4 món các bạn nhé. Chia sẻ luôn các bạn. Các bạn hãy lưu lại để... Đấy. Sáng nay anh em mình có đi chợ nhưng mà mưa chưa quay được. Đi câu. Đi quay cái câu tí. Vào nhà ông bảy câu với lại có mà cả lòng đấy các bạn. Khá là nhiều lòng nha. Bây giờ mình sẽ lên sơ chế đã. Anh ăn hết dưa để lòng phần em. Hôm nay có dưa. Hôm nay mình xào dưa thôi, không xào dưa các bạn nhé. Ok, để em làm món này đây. Thế còn cá à? Cá cứ để lại nhở? Hay là cá được rồi. Chiên luôn nhở? Ui giời, có cá câu ao này tuyệt vời luôn, ăn ngay. Nhậu luôn như cái gì nữa. Hôm nay anh em tôi sở hữu rất là nhiều lòng xe điếu các bạn nhá. Tài lòng xe điếu các bạn nhá. Mà là... Lấy cho anh con dao. Nhưng mà là đấy điếu cầy ở trên nhà thôi, nhưng còn điếu này thì không được. Làm này cũng khá là dày các bạn. Dày. Đấy. Các bạn nhìn đây, nó như thế này đã dày rồi. Đây thì cái dao ngon mà. Đúng đấy, bảo mày lấy dao đấy nó chuẩn đấy. Ủa châu à. Anh cặp sơ bò. Đúng rồi. Cái bước đầu tiên thì các bạn sẽ ken sạch đi các bạn. Ken lòng các bạn nhé. Anh em nào mà thích ăn có tí không được vẫn còn đặc trưng của lòng thì ken một lần thôi. Ken nhiều quá nó đắng. Cắt thử đây, cắt xem là đoạn lòng này nó dày không? Okay. Đây nha. Chữ trần khá là dày. Tí nữa mình trần qua nước sôi thì biết ngay là nó độ dày nó như này. Tất cả số lòng này mình sẽ trần nhá. Anh em đều trần hết. Anh ơi cho em lòng xào dưa anh ơi. Ít dưa nha, nhiều lòng nhá. Ai à? Đúng rồi, nhiều dưa ít lòng nhá. Là xào dưa nó xưa rồi, hết ken rồi. Bây giờ mình chuyển thằng dưa. Đây là cháu ông, một ông thời. Nghề gì đâu về đây. Nói thẳng đi, không phải đấy điêu nữa mà nhà mình chắc cũng có gần mà hát này. Thế là của nhà làm quen rồi. Ngày xưa cũng đi thái dưa thuê suốt. Bây giờ thì cháu cho vào ép hết. Chảy nước. Cứ gọt như này là cho vào ép luôn. Cho nhanh. Nước sôi rồi. Ui, bẩn quá. À, mình trần qua để cho nó săn lại để mình làm nó dễ hơn các bạn. Trắng cái lòng. Trần thôi nhá các bạn, đừng mang đi tấu luộc là nó sẽ chín mất. Bây giờ mình sẽ sửa tiếp qua nước la để mình sẽ phân chia món nhá các bạn nhá. Này, hôm nay mình sẽ làm 4 món các bạn ạ. 4 món. Lòng 4 món các bạn nhá. Không phải là nguyên lòng thằng lừa. Đấy, cái này xào dứa này, một món nướng nó nộ. Nướng hai món nướng nhưng mà một món nướng xong lại nộ các bạn nhé. Nướng xong nộ. Một món nướng không. Một món xào dứa. Tài em sẽ làm món khìa nước dừa. À khìa nước dừa đó. Hôm nay có mua một quả dừa. Dứa với dừa các bạn nhé. Chia 4 phần. Rồi, thế là có 4 món về lòng rồi các bạn ạ. Nó đa dạng cái khẩu vị hơn cho mình. Ok chưa anh? Ok. Đấy, cái lòng cũng khá là dày các bạn nhé. Đây cái đầu lòng. Cái này mình mới chân qua thôi, to này tí nữa mình nướng nó sẽ co vào. Nó mới săn dày được. Cái thớt ở đâu nhỉ?
giờ mình sẽ thái miếng vừa tầm để tí nữa nó co vào là vừa tầm miếng nha các bạn nhé. Để tí nữa mình nướng, tẩm chút gia vị cho mình nướng. Một món. Một món. Nộm nữa cơ mà. Vậy anh nộm với cái gì anh? Nộm với dứa. Nộm với dứa. Xào với dứa. Xào với nộm dứa, quả dứa nó hơi to này. Mình thấy cũng có rất là nhiều cái loại rau thơm nữa các bạn ạ. Nộm với cả rau thơm nữa. Ở đây dễ không anh? Rồi, nay mình sẽ nướng cái lòng này, nướng sa tế tương nha các bạn nhé. Cái tương bẩn. Tương này nó cũng hơi mặn, các bạn cho vừa phải. Thì mình cho, chỉ cho thêm mắm. Cho em cho cái tương sa tế. Cái này là món nướng không, nướng để ăn luôn đúng không? Không phải nướng nộm đâu đúng không? Rồi, mì chính nha các bạn nhé. Hạt tiêu, nước mắm này, cái phần tương này nó cũng mặn, các bạn cho ít nước mắm thôi, không cho muối một xíu, gọi là lấy cái độ thơm của mắm. Và điều này thôi thì anh em kẹp tỉ nữa luôn. Còn cái phần nướng mọi này, nướng tí nộm này thì mình xong nướng không cho gia vị gì, tí nữa mình sẽ làm nồi nộm đấy, kẹp luôn. Cái này cứ tầm gấp trong 50 phút thôi vậy nhá. Này thì mình cho một ít dầu ăn các bạn nhá, để nướng nha, tạo cái độ giòn của lòng thì nó làm nộm và nó sẽ đỡ bị cháy khét các bạn ạ. Đấy, mình sẽ kẹp lên cái phần vỉ để nướng luôn các bạn. Đây là nướng để nộm nha. Các bạn sẽ giải cách đều đều ra là nướng nó sẽ chín đều hơn. Món này là món nướng để ăn luôn đấy các bạn ạ. Cái này đúng là nếu mà anh em mà có than hoa các bạn cứ đặt trực tiếp lên là nướng dần, là anh em chín đến đâu là chuyển đến đấy. Mà hôm nay là anh em mình làm để hoàn thiện các món các bạn nhá. Nhất là cho nó đa dạng phong phú cái nội dung video, và thứ hai là có thể chia sẻ đến các bạn trong một video thì được nhiều món ăn hơn. Các bạn có thể từ cái chia sẻ của anh em tôi làm theo cũng được. Đúng rồi. Làm theo kiểu của anh em tôi đấy, một bữa không ngon không lấy tiền. Tuy là chỉ là một cái thực phẩm là lòng thôi, nhưng mà nó lại đa dạng về kiểu nấu ấy, thì bữa ăn của mình sẽ phong phú hơn rất là nhiều. Cái cá của anh nhờ với cô em nướng hộ đấy nhá, đừng có mà ăn trước nhá. Nướng cả lòng nhá. Liệt để anh mình làm tiếp món nữa thì. Đây là bạn của em Nghiệp các bạn ạ. Này đấy, đội này đang vừa mới đi vào là lớp 10. Ủa, thà này nướng nhanh lắm đấy. Đây đang nướng cá này. Con cá chê đâu? Không cá nướng luôn. Cá chê Nghiệp kẹp đâu rồi em? Ôi dồi ôi. Nướng nốt cho em. Tí ngồi đây nướng luôn hộ anh ít lòng nhá. Nhưng mà đừng để cháy ra được. Mình cũng ước trở lại cái thời thanh xuân như mấy em này. Bây giờ vào này, tí nữa gia vị của anh nó ngấm con cá ngon nữa đấy. Bây giờ vào lớp 10 kiếm người yêu chứ nhỉ? Có người yêu chưa? Chưa à? Rồi rồi. Sẵn để đợi đây. Ê thì 18 tuổi, à đâu, chưa đến 18, 16 tuổi. Cũng như anh thôi, 28 chưa có người yêu. Anh muốn bao nhiêu mùa xuân này hôm qua? 31 còn chưa có người yêu cả. Ok, đây nhờ luôn mấy em nướng lòng các bạn nhá, nướng hai loại lòng luôn. Khi nào được gọi anh xuống. Được gọi bọn anh xuống. Anh chế tiếp hai món nữa. Anh chỉ anh em mình không chạy không về nhá. Không, chiều em còn ra trường ấy. Chạy không về thì hôm nay mình tại em sẽ chia sẻ các bạn món khía nước dừa nhé, đơn giản thôi, mình không làm quá cầu kỳ cho kịp bữa ăn nhá. Đây là nguyên liệu chính của mình có lòng này, gia vị phụ là có hạt tiêu, mì chính, tỏi. Đây là vị hương, đúng không? Dầu hào, một chút nước mắm, dầu ăn. Bây giờ mình sẽ đi tẩm ướp trước các bạn. Bước đầu tiên là tẩm ướp các bạn nhá. Đây mình sẽ cho tỏi mình đã đập đây. Cho một chút dầu ăn để đảo cho dễ các bạn nhá. Mình cho một ít thôi. Nước mắm để cho thơm. Dầu hào. Ngọt. Hạt tiêu. Ngũ vị hương.
mình sẽ đảo đều trong vòng 15 phút các bạn nhá. Xong rồi mình sẽ đi nấu. Đây là còn quả dừa nữa các bạn. Đây để lấy nước dừa đấy. Thì khi à. Bắt đầu mình đi nấu các bạn nhá. Sau khi tẩm ướp xong mình sẽ cho dầu ăn vào. Rồi nóng dầu mình sẽ cho tỏi vào phi lên nhé các bạn nhá. Các bạn mà lấy thì cho hành vào phi cũng được, mình phi tỏi. Rồi mình sẽ đổ luôn lòng vào các bạn nhá. Úi giời, thơm lứt mũi luôn. Đảo cho nó săn hết ra, xong rồi cái này mình không cần cái đâu. Thì nó sẽ co vào, nó sẽ ra cái nước của nó. Rồi, nó xe xe rồi các bạn nhá này. Để cả miếng này, xong tí lên mầm mình cắt cho nó hoành tráng. Rồi, mình sẽ cho cái nước dừa vào nhá. Cái nách luôn không ạ? Rồi, xong mình sẽ lấy cái nước màu các bạn nhá. Lấy cái màu như kiểu thắng đường các bạn. Nó đẹp. Màu này nó thành màu nâu các bạn nhá. Cho nó mình thích ăn cái vị này nên là mình sẽ lấy màu này, còn nếu mà các bạn mà lấy màu đẹp hơn ấy là lấy màu điều. Màu điều nó sẽ thành màu đỏ, nó sẽ đẹp bắt mắt hơn. Nhưng mà mình thích ăn cái màu này, cái vị này nó hơi thơm thơm ngọt ngọt. Rồi các bạn ơi, ngon chưa? Món này đấy. Ui. No. Đỉnh đấy anh ơi. Một quả lòng này thì bây giờ mà mang ra chấm tí nhỉ? Tương gừng. Ui, hôm nay lòng ngon. Đây các bạn nhá. Lòng ngon thế. Tài xem nút mấy cái. Đấy kìa. Tài ra xem con lợn nó kêu hành chưa? Hành. Gọi ngay cho Nghiệp và mua nhiều hành vào. Đây, mình sẽ cái phần nồi kia trên kia có người trông hộ mình rồi. Mình cái. Sẽ nốt cái này cho. À vẫn còn hai con ở kia đấy. Cá chê. Tí nữa mình còn bước cuối cùng nữa thì mình nên chia sẻ nốt. Là nó sẽ xe vào là lên mâm. Cái món này là món xong đầu tiên đấy. Ôi giời. Nong nướng. Chú thấy được không? Nhìn quá quả... tuyệt vời. Cho ra cho ra. Được rồi. À, cái này thì chuẩn bị làm nộm các bạn nhá. Thằng Trách cái lúc nướng cái mùi bốc lên, thằng đói nó hỏi nợ là hóa ra món này đây. Người mùi đã thấy đói rồi đúng không? Hấp dẫn. Đấy. Bước tiếp theo mình sẽ làm cái món lòng xào dứa các bạn nhé. Hôm nay nguyên liệu phụ của mình lại thiếu mất một chút hành, cho nên bây giờ mình sẽ phi cái phần mắm cho thơm, thì mình sẽ thả cái phần lòng vào. Anh em mình làm hôm nay gọi là bắt chen luôn các bạn nhé. Chen lòng xào dừa nhưng anh em xào dứa là nhiều món luôn. Có gì thì ở nhà nấu cho vợ con ăn thôi các bạn nhá. Đừng đi mua lòng xào dừa cho ai nhá. Chết dở đấy. Giáo còn thích ăn kèm xào dừa này. Các bạn nhá, cho một ít dầu hào. Như chính nhá. Đổ dứa vào các bạn. Đảo tầm trong vòng 5 phút thì các bạn sẽ cho cái phần hành lá với phần ngò gai vào để đảo đều lên là sẽ đưa ra đĩa rồi. Cái lòng này xào thì nó cũng chín nhanh. Rồi tiếp theo mình chín rồi thì mình sẽ cho cái phần ngò gai với hành lá dài vào các bạn. Mình thái dài dài đi nhé, gắp bám vào cái phần lòng với lại dứa các bạn nhé. Tiếp theo cho hạt tiêu các bạn nhé. Hạt tiêu mình cho sau nó sẽ thơm hơn và sẽ bắt ra luôn. Thèm nhập để này ăn luôn nó nóng đi. Phần lòng nướng
được các bạn nhá, săn nhá. Đây mình sẽ lấy màu này các bạn ạ. Tí nữa mình ra mình ăn mình cắt. Đấy à, à đấy, màu ngon đấy. Đấy, thành bông hoa các bạn nhá. Hoa lòng à? Đấy. Em được tính hết rồi, em tính cắt mà. Đúng đủ màu đẹp rồi đấy. Nếu mà lấy cái màu điều ấy, nó sẽ là màu đỏ các bạn nhá. Nhưng mà cái màu điều thì nó lại không có vị ngon bằng cái màu kia của mình làm. Cái nước Hà này hình như cũng làm từ đường với cả đấy, nước cốt dừa. Gần như là thắng đường ấy. Rất là thơm. Nó ngậy. Nếu mà mình dùng cái màu kia thì nó sẽ không có vị ngậy các bạn. Mình phải cho thêm gia vị. Nhưng mà tay em làm món này được đấy, thơm. Rất là thơm mùi nước dừa. Nhìn nó keo keo như này. Ông có kéo chứ ông Giang? À ông Bảy quên bảo ông Giang. Đấy. Ôi. Này. Có cần phải đề co không? Không cần phải đề co các bạn. Nó một cái đẳng cấp rồi. Xin mời các bạn lên mâm nhá. Được phụ mình dùng một chút ngò gai này, rau mùi này, húng chó nhá các bạn nhá. Xả gừng. Một phần ba quả dứa, ớt nhé. Bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu phụ vào đây trước thì mình sẽ bắt đầu thái lòng. Nguyên liệu gia vị thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. Mình tin là anh Nhiên làm những món nộm rất là uy tín các bạn ạ. Nhất là lần trước anh ấy làm cho món nộm rắn, thật sự ăn một lần mà nhớ mãi đến tận hôm nay. Mà còn nhớ mãi đến lần sau mà bắt được tiếp là phải làm tiếp. Chính xác. Vì nó quá ngon. Lòng nướng cũng đã xe và các bạn nhìn thấy không? Bạn Thái vừa tầm thôi. Ăn không nó còn ngon chứ đừng nói chuyện là đỗm nữa. Chanh các bạn nha. Nó lại là nộm mình phải có nước cốt chanh. Muối. Nhạt 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 rồi. Mì chính các bạn nha. Hạt tiêu. Đấy, đảo đều lên trong vòng đôi ba phút là anh em mình sẽ cho ra đĩa lên mâm các bạn nhé. Cho hẳn đĩa sâu đi. Sóc. Đấy, đã xong hai đĩa nộm các bạn nhá. Ui giời, chú nhìn thấy thế nào? Hôm nay lòng hơi bị nhiều món ngon đấy. Thế thì mình bảo là phải ăn ngay. Không lên mâm rồi các bạn lên ơi. Lên mâm thôi. Rồi xin mời các bạn vào mâm với anh em cơm quê nhá. Xin mời các bạn nhá. Anh em nhá. Ôi cứ đi một cái đi nhỉ. Ôi tàu xuôi bờ. Đây bên này có đội trẻ hơn các bạn uống nước ngọt. Vừa mới lên lớp 10. Tí tôi ra sao làm quen sau các bạn ạ. Đồng mà. Còn đồng không? Đồng không? Đồng nhá. Không ăn lòng quên. Anh xé cá cho cả các bạn con đi. Cái này thì cứ mỗi người một khoanh nhá, không phải cắt rồi. Lòng xào dứa các bạn nhá. Đây mình đây, sẽ 30k. Ăn cái mình phải ghém. Tiềm ghém à, khìa nước dừa mà nhá. Xào dứa là cái phải này ghém. Là cứ mỗi người một gắp nhá, không phải cắt đâu. Vừa vị nha chú. Ngon hơn lòng xào dứa không? Ngon hơn. Ngon hơn lòng xào dứa. Xin mời các bạn nhá. Đấy. Chuyển lên. Cắn được không? Ô, cắn được phát luôn này. Được à? Ừ. Thế rồi. Mình phải ngon lắm à? Ngon lắm. Không phải mình tự nấu đâu mà mình cảm thấy ngon. Ngắm cả dứa. Mời mọi người nhá. Có mùi à? Thơm. Đây là món món nộm đây à? Nộm rồi. Nộm lòng. Phải ghém cả cái ớt này. Đấy. Không có xương đâu. Đấy. Không phải đâu đấy. Anh đi bà Hồng, ôi sao lại ăn măng thế? Ôi giời ơi, vừa vị. Thôi, nhà cay à? Bà như nhà cháu mà. Nói chung cái vị này phải nói là phải rót. Vị là vị phải rót các bạn ạ, bây giờ có cả vị đấy nữa cơ mà. Vị phải rót rồi. Khuyên cho anh lại kiểu lắm. Mùi cho ngon thì bát vào đây. Thì mình xót ruột đâu. Đây đây cháu gắp cho cái này nó xe lắm. Lòng nướng. Lòng nướng này. Lòng nướng. Kiểu gì kiểu lòng gắp cho lòng nướng. Khuyên lòng nướng ngon này. Đấy, cái lòng này anh ơi. Xin cảm ơn. Cái lòng này. Nhâm nha.
Đây anh thử thức cái món lòng nướng. Lòng nướng. Nướng ngon lắm. Thì ăn đi, ăn được mà. Tẩm ướp đủ gia vị rồi, không phải chấm đâu, tại vì chấm vào sợ nó hơi mặn. Chua cay cay vậy. Có vị dai dai bùi bùi. Có mùi của qua ngọn lửa. Nó quá tuyệt vời ấy. Cái món này thì nó lại sang xe các bạn. Đấy, không như cái món này của mình. Món này thì sao? Mềm hơn đúng không? Mềm mà ngậy. Món này mà lúc các bạn mà nướng trực tiếp ở bếp lửa nóng nóng mùa đông ấy. Thì các bạn ngồi xung quanh đấy là nướng chín đâu ở chén đấy. Thử đi ông, thử xem nào, thử xem tay nghề của cháu. Anh Yên, gắp cho cún thử nào, ngồi ở nhà mà toàn xấu hổ đấy. Đây, chú bảo thử xem món này này. Kéo này mà. Bà cứ gắp cút một miếng này. Đấy, miếng này mềm luôn. Ừ. Quá ngon các bạn ạ. Đây, chơi to như thế này. Hôm nay là phải ăn to nói lớn các bạn ạ. Chén em nó. Ừ, nó ngùi bùi ngậy ngậy xong rồi còn hơi ngọt ngọt. Ngọt ngọt của đấy là cái dừa. Vị cái nước dừa với lại cái cốt dừa ấy. Màu ngon lắm các bạn nha. Cái màu màu đấy. Cái nước hạt này. Rồi rồi nó vừa miệng. Ngon quá. Món nhưng mà không thể thiếu được cái này, vì cái đấy ngon rồi thì phải có cái này nữa. Quên này mượn kéo. Ừ. Quên đây. Nào. Rất là ngon các bạn. Món của tài em đắt khách lắm các bạn ơi. Đấy. Mút cái nữa. Cái món này thì nó có vị ngọt ngọt mà thơm bùi ngậy của từ cái lòng. Đấy, các cái gia vị làm cho lòng nó rất là thơm rồi. Lại thêm nước cốt dừa nữa thì nó lại càng ngon hơn các bạn. Ngon. Thì mình ớt. Món này, được cái này lúc nãy. Món này thì phổ biến này, món này thì hầu như mình giờ có phổ biến cũng chỉ 30k thôi. 29k. Em lấy 29k thôi. Một cái nguyên liệu là lòng nuôi đã được 4 món này, nó khá là phong phú trong cái bữa ăn của gia đình mình. Rất mong các bạn hãy thử nhá, thử theo cách mà anh em tôi chia sẻ nhá. Lòng thì cũng có thể là làm nhiều món nữa, nhưng mà hôm nay anh em mình chỉ làm bằng này món thôi các bạn. Còn để lần sau chia sẻ tiếp chứ. 4 món được rồi. Cái hôm nào làm 7 món trâu. 10 món cũng được. 7 món trâu. Món này bây giờ mình phải độn vào cái này được. Đấy, nhiều rau này. Đấy. Không thể kết hợp à? Đấy, nó không gia vị đâu. Hình như chua chua. Mình chịu nó mới vàng. Chú Bảy thấy món này quá ngon đúng không? Đấy, món này ngon. Quá ngon luôn. Món nào cũng ngon. Món nào cũng ngon. Nguyên đây gấp cho. Ngại. Xấu hổ lắm. Xấu hổ. Ngon vượt tầm. Ngon vượt tầm này ngon. Cái gì cũng ngon, bữa này không có gì chê được. Còn mướp và hồng xào cũng thôi, anh chủ làm cái cho anh Sơn miếng. Đó thì phỏng theo cái mạng xã hội hiện nay đó là đang hot món lòng xào dưa, thì anh em tôi cũng làm món về lòng, đúng rồi. Đấy, làm 4 món về lòng để cho các bạn có thể thay đổi những cái cách thức chế biến đi, chia sẻ với các bạn. Có gì ở nhà nấu cơm cho vợ ăn, nấu lòng thôi, còn đừng mang lòng xào dưa đi cho ai cả. Đúng rồi. Nấu cho nhà mình ăn thôi nhá. Đúng rồi. Mà cũng một mình nhà mình biết thôi. Đúng rồi, bí kíp. Biết cho để cho biết nhiều biết là hỏng ấy. 30k thôi. Đúng rồi. Nếu mà các bạn thấy những món ăn mà anh em tôi chia sẻ hữu ích cho bữa ăn gia đình thì đừng quên cho anh em tôi một like, đăng ký kênh, chia sẻ để lại bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá.